Xin chào quý vị và các bạn Thưa với quý vị và các bạn ngay lúc này đây thì tôi đang ở bên Long Biên Hai anh em tôi đang ở bên Long Biên vừa với mua được chiếc xe Suzuki Swift đây quý bạn nhé Còn đang để nguyên ở tại chân tòa nhà của chủ xe các bạn ạ Chiếc xe quá đẹp luôn ạ, mua xong cái là tôi quay luôn Đây cái đồng hồ công tơ mét các bạn này 5 vạn chín chuẩn các bạn nhé Đấy chúng tôi vừa với mua xong Mua xong cái là tôi quay luôn vì chiếc xe được quá là đẹp luôn đấy các bạn ạ một chiếc xe có thể nói là đẹp hiếm có ở trên thị trường các bạn ạ. Chiếc xe Suzuki Swift sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh 5 vạn 9, tất cả là còn nguyên bản hết các bạn nhé, còn nguyên bản và còn mới như này đây. Chắc chắn với quý vị các bạn, chiếc xe này là về chúng tôi không có phải dọn dẹp gì đâu. Đấy, nội thất còn mới như này, với 5 vạn 9 thôi các bạn nhé, và nội thất còn đẹp như này này không có phải dọn rửa gì đâu các bạn ạ tôi mua về là tôi sẽ quay trực tiếp luôn cho quý vị các bạn xem nhé đấy bây giờ thì tôi sẽ quay qua qua một chút để cho quý bạn thấy được là chiếc xe này tôi mua nó còn nguyên bản và không có dọn dẹp gì cả các bạn nhé đấy đây các bạn xem này toàn bộ về cái phần động cơ này đấy, động cơ cũng rất là sạch sẽ cái này thì tôi về tôi chỉ có lấy máy nén khí tôi phụt qua thôi nó được phủ một lớp bụi rất là mờ như này đây này phủ một lớp bụi mờ như này chỉ có lấy nén khí là tôi thổi đi thôi các bạn nhé không phải dọn không phải đưa hóa chất và tẩy rửa đâu các bạn nhé tất cả là còn nguyên bản này cabo các thứ còn nguyên bản hết luôn rất là đẹp các bạn ạ đấy chiếc xe màu xanh hai màu bên dưới là màu xanh bên trên nóc là cái màu trắng các bạn nhé rất là đẹp đây các bạn này dàn lốp thì còn rất dày đấy dàn lốp rất dày luôn các bạn nhé một chiếc xe rất là đẹp đấy các bạn nhé đến đây tôi xem qua đi một vòng và tôi chạy thử lên tôi chạy thử xong cái là tôi vào tôi uh, làm việc giá cả xong tôi thanh toán tiền luôn cho chủ xe chủ xe là một bạn nữ đấy đây cái cúp sau đây tôi sẽ mở cái cúp sau cho quý vị các bạn xem nhé cúp sau bấm khóa đã đây bấm khóa đấy có cái nút ở cúp đằng bên dưới đây mở được rồi các bạn này nội thất da màu kem rất đẹp rất sáng xe của bạn ạ chưa có dọn dẹp gì mà nó đẹp thế này chủ xe vừa mới dọn đồ ra của bạn ạ chủ xe vừa mới nhặt mấy con gấu bông của trẻ con ra thôi chỉ còn lại là không có cái đồ đạc gì nhiều đâu đấy bên dưới lốp xưa cua còn mới tinh chưa hạ của bạn ạ đấy. những cái phần hỉ này đều rất đẹp này dán chống ồn rồi các bạn nhá chiếc xe này được dán chống ồn rồi lốp xưa cua còn mới tinh chưa hạ của bạn ạ đấy một chiếc xe khá là đẹp của bạn ạ thì thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này về thì chúng tôi cũng chỉ có rửa rái đi và bán thôi các bạn nhé. Thì chiếc xe này thì chúng tôi sẽ đang bán với giá là 305 triệu đồng các bạn ạ. Đấy, vừa rồi tôi cũng mua gần 300 một chút thì bây giờ tôi về tôi bán 305 triệu đồng các bạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Suzuki Swift đây này, 2015 nhé thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để, để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cài chúng tôi số 318, 320, đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Terima kasih telah menonton